Thì shop đồ có Đức Huy xin chào tất cả các anh em nha. Thì hôm nay shop sẽ lên thanh lý lại mấy con máy mình đã đăng rồi nha anh em. Thì cũng có giảm giá cho anh em nha. Nói chung là giảm giá cho anh em tại vì thanh lý để nhập hàng mới nha anh em. Đó. Thì anh em là thấy ok hợp nhãn thì anh em cứ chốt qua số Zalo của shop nha, số 0769390039. Shop có để trên màn hình của video này nha anh em. Đó, giá trên đây là giá chưa bao gồm ship nha, tại shop đã giảm giá cho anh em nên không có bao ship được nha anh em. Đó, anh em cũng khỏi có trả giá nha. Rồi thì đầu tiên shop sẽ giới thiệu cho anh em là con Shimano Tuga nha anh em. Tuga C3000 nha. Con này size thật của nó là 3000 luôn nha anh em. Cước số 4 vô là 100 m, cước số 3 vô 150 m nha anh em. Đó. Máy thì hoạt động ok nha anh em, máy hoạt động ok. Thì cũng thông báo với anh em là ví dụ như mấy cái máy này là shop chỉ có vệ sinh bên ngoài ha, bên trong là chưa có tháo ra, là tháo ra để vệ sinh. Đó, anh em nào mua về thì anh em sẽ tự mở ra, anh em tự vệ sinh bên trong nha. Nói chung là hoạt động nó hoạt động như thế này thôi. Ha. Shop chưa có đá động gì bên trong máy nha anh em. Đó, thì anh em thấy ok thì anh em cứ chốt. Đó, thì con này nó mất cái nắp này nha anh em, mất cái nắp này nha. Máy thì made in là made in da băng nha, made in da băng. Tay quay thì đổi được trái phải nha anh em, tay quay đổi được trái phải. Nha. Anh em xem ngoại hình ha, chung là cũng đã giới thiệu anh em rồi. Đó, thì anh em xem lại ha, anh em nào chưa xem thì cứ xem ha. Máy còn khá đẹp nha anh em, khá đẹp. Có cái cối thì nó bị bong tróc nha anh em, bong tróc. Mô bin thì mô bin sống ha, gạt trước còn rất là ok, con lăn còn sáng bóng ha. Rồi con này con C3000 xài thật 3000 luôn, shop bán cho anh em là 1,6 triệu nha anh em, 1,6 triệu giá chưa bao gồm phí ship nha. Con Twin nha anh em, Twin Power. Tiếp theo giới thiệu cho anh em con số 2, con số 2 là con Fem nha, con Fem 2,5 ngàn ha. Con này có ABS đầy đủ nha anh em. Con này xe thật cũng là 3000 nha anh em, cước số 3 vô 150 m, cước số 2 vô là 200 m, ABS đầy đủ nha anh em. Máy thì hoạt động rất là êm nha anh em, mô bin là mô bin sống, gạt cước ok ha, rất là mạnh luôn. Con lăn còn sáng bóng, tay quay thì đổi trái phải được nha anh em, ABS đầy đủ nha. Anh em đổi tay trái thì dặn nút này qua thôi nha. Con này thì made in Thái Lan nha nè, made in Thái Lan. Máy chưa sử dụng luôn, giống như chưa sử dụng luôn nè. Nè. Anh em xem nè, cái chân bát là không có vết trầy nào mà để có dấu hiệu mà gắn cái bát vô nhìn nè. Máy là hầu như là chưa sử dụng luôn nè. Máy là anh em xem nè, không có vết trầy luôn. Nè. Anh em thường nếu mà sử dụng thì anh em cái đít nó sẽ trầy nha nè, mình anh em xem nó máy nè. Nó không có vết trầy luôn nha. Nè. Nè. Máy là hầu như chưa sử dụng. Đó. Chẳng qua bị mất hộp thôi nè, hàng trưng bày mất hộp ha. Rồi con này shop bán cho anh em với giá là 1,050,000 nha anh em, nó size 3000 nha, 1,050,000. Rồi tiếp theo giới thiệu cho anh em là con Daiwa Kit con số 3 Cardia 3,5 ngàn nha anh em, 3,5 ngàn. Nó size thật tương đương là 5000 nha anh em. Cước số 5 vô 150 m, cước số 4 200 m nha anh em. Đó, con này thì made in là made in da băng. Đây qua kit thì những con mà 3,5 ngàn đổ lên đó, thì nó sẽ là của hàng Nhật nha anh em. Đó, máy thì hoạt động ok. ABS đầy đủ, mô bin là mô bin sống. Và cước ok nha anh em. Tay quay đổi trái phải, anh em đổi bên tay trái thì anh em dẫn nút đổi qua thôi nha. Đó, máy anh em xem mà ngoại hình nè. Rất là đẹp nha nè, nói chung là máy này bán thanh lý luôn nè. Nói chung là hoạt động thì bên trong nó có hơi gà gà chút xíu, anh em về tự xử nha, nói chung là tự tự vệ sinh ha. Máy thì hoạt động rất ok nhưng mà cảm giác bên trong nó hơi bị gà 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 ha. Về thì anh em tự xử lý. Chung giá thì bán 2 triệu mấy rồi nha anh em, nhưng mà shop sẽ thanh lý bán cho anh em ở giá 2 triệu nha, giá 2 triệu. Đó. Anh em xem ngoại hình nè, còn rất là đẹp nha. Anh em thợ thầy nó lấy về và lấy về vệ sinh lại bán nha anh em. Nói chung là con này thanh lý nên anh em kêu bớt cũng không bao giờ bớt nữa nha anh em. Hết bớt nữa rồi ha. Đó. Hai con này bán cho anh em 2 triệu ha, size 5 ngàn nha. Đó. Thì anh em về anh em
tháo ra anh em vệ sinh lại ha. Con này bán anh em bán 2 triệu rưỡi hay 1,6 triệu được không? Đó, nếu mà im đó. Tại vì cảm giác bên shop nghe nó hơi rè rè, nó rè rè bên trong á, chung là cũng không có thời gian đâu mà để mở ra để sửa hay nè, để xử lý nên là thanh lý cho anh này đó. Anh em nào thấy ok thì cứ lấy về ha. Rồi con 2 triệu nha anh em. Rồi tiếp theo giới thiệu cho anh em con số 3. Con này cũng là con Daiwa Fem nha anh em. Fem 4500Z. Con này cũng có ABS, con này size thực tương đương khoảng 6-7 ngàn nha anh em. Nè, cước số 4 vô 300m nè anh em. Đó, cước số 4 vô 300m thì con này size cũng khoảng 7 ngàn ha. Cước số 3 vô là 400m nữa. À, cước này là BE nha anh em, BE. Đây. Cước 0.36 là vô 300m thì 0.36 là dây số 4. Dây số 4 vô 300m nè ha. Đó. Cước BE nha anh em. Đó thì con này nó size thực tương đương khoảng 6-7 ngàn nha anh em, 7 ngàn. Đó. Máy hoạt động rất là ok nha anh em. Đó, máy là 99% nha, và chưa sử dụng nha anh em. Anh em xem là cái chân bát nó không có một vết trầy nha anh em. Cả cái body máy luôn, thân máy luôn ha. Đây. Nếu mà xài thì đít sẽ trầy nha anh em xem đó. Đó. Bóng loáng luôn anh em. Mobin là mobin sống ha. Dạ, rất ok nha anh em. Tay quay là tay quay đổi được trái phải, tay quay cùi chỏ nha anh em. Tay quay vặn nút đây nha. Nó đổi bên tay trái anh em dặn qua nha. Chứ không phải dặn ren nha anh em. Máy rất là im nha anh em. Hoạt động rất là im, chưa sử dụng nha. Hàng này là 99% là chưa sử dụng nha nè. ABS ngon lành nha. Rồi thích hợp cho anh em là câu ngâm, câu lua cũng được nha nè. Rồi con này shop bán cho anh em giá 1,8 triệu nha. 1,8 triệu giá chưa bao gồm phí ship nha nè. Size là 7 ngàn nha nè. Rồi cước tiếp theo giới thiệu cho anh em là giới thiệu cho anh em là con Shimano ha, Twin Power 6000HG nha anh em. Thì con này nó size thật tương đương là 6000 nha anh em. Cước số 6 là vô 160m, cước số 5 vô 190m, cước số 4 240m ha. Con này là made in Japan ha, made in Japan đó, Japan. Máy này thì tay quay đã độ rồi nha anh em, độ núm rồi ha. Đó. Tay quay là tay quay zin, nấm độ nha nè, nấm đã độ rồi nha. Chủ người chủ trước người ta xài đã độ nha. Đó, mô bin là mô bin sống, gạch rất ok ha. Con lăn nè. Ha, rất là sáng bóng nha nè. Anh em máy nè, nhìn còn rất là đẹp nha nè. Đó, đít nè. Ha. Chung là máy này ít sử dụng lắm nha nè. Người ta ít sử dụng nha. Đó. Máy nè, ha. Rồi thì con này bán cho anh em với giá là 3,4 triệu nha anh em. 3,4 triệu giá chưa bao gồm ship nha. Twin Power thì shop có hai con nha anh em, hai con Twin Power 6000HG nha anh em. Độ mới nó như nhau ha, tay quay rồi cũng độ núm luôn này. Một chủ xài nè, một chủ xài là mình bên kia mình thanh lý của người ta ha, thanh lý của mình Nhật ha anh em. Một chủ xài nó bán lại nè, bán lại cho cửa hàng đồ cũ anh em. Rồi xong mình qua mình gom. Đó, mô bin là mô bin sống ha, dạ cước ok ha anh em. Con lăn nè, nha, anh em xem ngoại hình ha. Con này cũng bán giá là 2,4 triệu ha. Tay quay là tay quay dặn ren nha anh em. Anh em đổi tay tay quay thì anh em dặn vậy đó. Đó, dặn vô nè. Hôm nay mở róc này ra dặn vô thôi ha. Anh em xem ha. Đó, con này cũng 3,4 triệu nha. Anh em mua hai con, hai con này thì shop sẽ để giá hữu nghị cho anh em nha. Còn mua một con thì giá 3,4 triệu một con, giá chưa bao gồm phí ship. Phí ship là đồng giá 30k, anh em được kiểm tra hàng trước thanh toán nha. Đó thì video đến đây kết thúc nha. Shop cũng mới vừa giới thiệu cho anh em là 6 máy, thì anh em thấy hợp nhãn nào thì anh em cứ chốt nha anh em. Giá này giá thanh lý thì không có bớt được nữa nha anh em. Anh em thấy ok thì anh em cứ chốt qua số Zalo của shop ha, số có để trên màn hình đó nè. Rồi video đến đây kết thúc nha anh em, hẹn anh em ở video tiếp theo. Anh em nhớ đăng ký kênh và chia sẻ để ủng hộ shop nha anh em. Rồi xin chào tất cả anh em, chúc anh em ở ngoài đi câu thật nhiều cá nha.